Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nằm cặp phiêu sông, có tổng diện tích là 2.374 m2. Trên thổ đất căn nhà vườn có 200m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẹ phải là liên thông ga đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khoảng là 50m. Con đường này rộng khoảng là 3,5m. Anh chị di chuyển là đường ô tô khoảng 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Trước phần đất thì mình có một cái phiêu sông rất là đẹp luôn anh chị. Ở sông này thì dân ở đây gọi là sông Nguyễn Tấn Thành và cũng liên thông ga sông Cửu Long. Xà lan thì anh chị di chuyển từ 500 khối đến 1.000 khối rất là thoải mái luôn nha. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp phiêu sông. Ở chiều chiều thì anh chị ra đây mình câu cá để giải trí rất là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 3 km nha. Xung quanh đất thì gia chủ xây tường cao khoảng 5 tấc nha anh chị. Và phía trên thì gào 70. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 37m và có chiều dài là 60. Đất mình ở phía sau nở hậu ga là 40m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ gào này nha anh chị. Trên thổ đất thì gia chủ đang trồng một số dừa sim và dừa dâu anh chị. Dừa này thì khoảng 10 năm đến 12 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch. Vậy thì anh chị cô chú mình chăm sóc, anh chị mình bón phân thì hàng tháng cũng có thu nhập luôn nha. Mé sông của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Về đây thì anh chị mình có thể làm 3 đến 4 cái nhà mát, còn cũng rất là trống luôn. Đối diện với căn nhà của mình bên kia là đường tỉnh lộ 867 nha anh chị. Bên kia thì mình có một cái công ty. Ở đây thổ đất căn nhà của mình đang quay về hướng tây nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 63 km là anh chị tới ha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn nha. Nhà và đất của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Phía trước thì gia chủ có trồng một số kiểng như là cây tùng nè anh chị. Và một số mai vàng rất là đẹp luôn. Nó tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là thoáng luôn nha anh chị. Những cây kiểng này thì gia chủ có nói với em nếu anh chị mình có thể thương lượng thì gia chủ sẽ bán lại cho anh chị luôn nha.
những cây mai vàng thì gia chủ sẽ không bán nha anh chị, kỷ niệm của ông già để lại anh chị. Ở khu vực này thì có đèn đường đầy đủ luôn anh chị. Vị trí đất của mình thì tới ngay chỗ trụ bê tông này là hết ranh giới của mình nha anh chị. Mặt tiền của mình là 37 mét. Từ vị trí căn nhà vườn, anh chị mình di chuyển ra đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chỉ 50 mét thôi anh chị, rất là gần. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ, nhà cửa thì rất là đông. Về đây thì anh chị cô chú mình mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha anh chị. Cặp mép sông thì em thấy rất là thoáng luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 4 tỷ 500 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở bên đây thì mình có một cái nhà kho nha anh chị. Phía trước thì gia chủ có làm tiền chế rất là rộng rãi và thoáng mát. Ở dưới nền thì gia chủ lót gạch nền hết luôn anh chị. Ở đây thì mình có một số cây bông mai trắng nè. Ở đây là mai vàng. Ở chủ thì cũng xây vào chậu hết rồi anh chị. Đường cái đường nước lại nha, nha anh đại ca. Dạ. Cái đường nước đó là đường nước quan trọng nè. Ở đây là căn nhà cấp 4 3 gian của mình anh chị. Ở căn nhà thì em thấy còn rất là mới và rất là khang trang và rất là đẹp luôn. Cái nền thì gia chủ đều lót gạch nha anh chị. Tường thì lót cho đến mí la phong. Cửa của mình là cửa bằng sắt, bên trong thì lộng kiến anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Và mỗi bên hông thì gia chủ cũng đều thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở trên thì gia chủ lợp máy ngói nha anh chị. Còn bên đây thì gia chủ thiết kế không gian phòng khách anh chị. Ở đây thì chủ đặt cái tivi. Trên trần thì đóng la phong. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn rồi anh chị. Ở đây thì mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Còn ở đây thì mình có một phòng nữa anh chị. Nhà thì gia chủ đều trang trí hết luôn nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Phía sau thì lập tôn. Ở dưới nền thì lót gạch tàu nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Ở phía sau thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ luôn anh chị. Phía sau thì mình có một cái ao cá nữa nha anh chị. Nó gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Ở đây thì gia chủ đang cho thuê là cái cây đài Vinaphone nha anh chị. Ở vườn của mình nè đang cho trái rất là nhiều luôn anh chị. Ở đây là gia chủ đang nuôi cá tai tượng, cá tra bên dưới rất là nhiều luôn nha anh chị. Ở đất mình thì ở phía sau nở hậu ga là 40 mét. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng cuối tuần là thích hợp nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà của mình
đang quay về hướng Tây nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 63 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 4 tỷ 500 triệu nha anh chị, cho hết diện tích là 2.374 m², trên thửa đất hai căn nhà phụ của mình có 200 m là đất thổ cư. Về thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Phía trước của mình là view sông Nguyễn Tấn Thành nha anh chị. Đường xá thì anh chị di chuyển là đường ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái luôn anh chị. Một ngày mới em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Tổng diện tích của mình là 2.374 m². Gia chủ sẽ bán nhà và đất hết luôn nha anh chị. Ở phía trước thì những cây mai vàng anh chị mình có thể thương lượng với chính chủ ha. Cho chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp anh chị. Hiện gia chủ thì đang mong muốn bán với giá là 4 tỷ 500 triệu nha anh chị. Ở xung quanh thì có trụ gào và kéo lưới hết, ranh giới thì rất rõ ràng, anh chị mình có mua rất là yên tâm nha anh chị. Ở bên đây thì trồng mai vàng nè. Ở đây là một số bông trang, tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là thoáng luôn nha anh chị. Ở bên đây thì mình còn mặt tiền rất là rộng luôn. Ở bên đây thì về anh chị mình có thể cất thêm hai cái nhà nữa, cũng còn rất là rộng luôn anh chị. Ở đây thì hàng xóm ở rất là đông. Ở khu này thì về anh chị mình nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Ở đây thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa dâu rất là nhiều anh chị. Ở đất của mình thì rất là sạch sẽ và cao ráo rất là đẹp luôn. Ở những cây mai vàng này thì gia chủ sẽ để lại nha anh chị. Còn những cây bông mai trắng này nè, gia chủ sẽ bán ha. Ở phía trước thì có rất là nhiều bông trang và cây tùng luôn anh chị. Xanh thì gia chủ đều lót gạch nền hết luôn, tạo cho một không gian căn nhà vườn của mình rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Bên kia là đường tỉnh lộ 867, đối diện với căn nhà vườn của mình là có một công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng luôn anh chị. Đây là tổng quan căn nhà vườn của mình. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.